Chào các con, cô Hồng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 35. Chúng ta sẽ học bài Skip to my loop. Bài này thì chúng mình sẽ ôn tập vị trí của hợp âm ở khóa pha. Vậy ở đây hợp âm có 3 nốt là gì nhỉ? Tay trái này, khóa pha ở đây là nốt phà, la, đô. Thì hợp âm là 3 nốt này sẽ hạ xuống cùng một lúc. Và người ta sẽ ghi chung một đuôi nhé các con. Đó. Còn hợp âm tiếp theo là phà si giáng đô. Và ở đây là phà si giáng đô là hợp âm viết chung một đuôi. Hợp âm này là phà la đô, phà si đô và phà la đô. Đó là phần chuẩn bị trước khi chúng ta vào bài. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt nhạc bản nhạc này nhé. Khóa son chúng ta sẽ có sự kết hợp của nốt đen, nốt móc đơn và nốt trắng. Và dấu hóa si được đặt ở ngoài hóa biểu. Thì tất cả các nốt si trong bài đều phải chơi si giáng. Bây giờ cô sẽ lấy nhịp đều và cô đọc khóa son cho các con nghe này. 1, 2, 3, 4. La, la, fa, fa. La, si, la, đô, hai. Son, son, mi, mi. Son, la, son, si, hai. La la fa fa la si la do hai son la si la son fa hai fa hai. Có một đoạn là cô thấy cao độ xuống thấp quá, cô sẽ chuyển giọng lên giọng giả hay còn gọi là giọng gió, thì các con cũng có thể làm như vậy hoặc các con gọi tên nốt nhạc lên thôi thì cô thấy cũng được rồi. Bây giờ thì cô hướng dẫn cho các con đọc nốt phần khóa pha nhé. 1, 2, 3, 4. Phà la đô, 2, 3, 4. Phà la đô, 2, 3, 4. Phà si đô, 2, 3, 4. Phà si đô, 2, 3, 4. Phà la đô, 2, 3, 4. Phà la đô, 2, 3, 4. Phà si đô, 2, 3, 4. Phà la đô, 2, 3, 4. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con chơi đàn đối với khóa son và khóa pha. Có một chút lưu ý ở đây là khóa pha được viết hợp âm có 3 nốt. Nhưng khi cô đọc, cô không thể đọc 3 nốt cùng một lúc mà cô phải tách rời từng âm ra để cô đọc. Vậy thì khi chơi đàn sẽ có một sự thay đổi. Nên các con quan sát nhé. Bây giờ các con cùng nhìn cô chơi trên đàn này. Trước khi cô làm mẫu của phần khóa son bài Skip to my love thì cô sẽ hướng dẫn cho các con lại về vị trí nốt si giáng. Và chúng ta sẽ đặt ngón la bằng ngón số 3. Như vậy chúng ta có thể tìm Đô, Rê, Mi, Fa, Son, La. Chúng ta sẽ đặt ngón 3 vào đây. Và sau đó các con sẽ xếp các ngón tay khác còn lại lên trên mặt phím. Bây giờ thì cô sẽ chơi tay phải trước nhé. Cô lấy nhịp đều và cô bắt đầu chơi như sau. 1, 2, 3, 4. Có một chỗ mình sẽ phải giãn ngón tay, đó là ở ô nhịp thứ 3 các con đang từ nốt son ngón 2 thì các con sẽ phải kéo ngón 1 qua nốt mi, như vậy là sẽ thành như thế này nhé. Son, son, mi, mi. Đó, chúng ta lưu ý ô nhịp thứ 3 nhé. Tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn cho các con khóa pha. Chúng ta sẽ chơi hợp âm. Tương tự như khóa son thì các nốt si chúng ta cũng phải chơi si giáng. Vậy chỗ nào có nốt si thì chúng ta phải ấn phím si giáng này nhé. Bây giờ thì cô sẽ lấy nhịp đều và cô chơi. 1, 2, 3, 4.
4. Sau đây thì cũng sẽ ghép hai tay lại với nhau. 1 2 3 4 1 2 3 4 Theo cô sẽ chơi với lại nhạc chậm và nhanh làm mẫu cho các con. Vậy là cô đã trình bày xong phần mẫu cho các con bài Skip to My Love. Ở bài này, các con có nốt nhạc si giáng là chúng ta lưu ý chơi phím si giáng ở cả tay phải lẫn tay trái nhé. Và ghép hai tay thì chúng ta gióng hàng xuống. Còn chơi hợp âm thì các con lưu ý là chúng ta cần thả lỏng tay thì ba nốt nhạc vang xuống mới đều và sẽ tiếng đàn sẽ không có nốt to, nốt nhỏ, nốt rơi trước, nốt rơi sau nhé. Chúng ta lưu ý về sự thả lỏng. Các con hãy kiên nhẫn, luyện tập từng bước thật chậm rãi, rồi chúng ta hãy tăng tốc độ. Chúng ta không nên vội vàng nhé. Cô chúc các con luyện bản nhạc này thành công. Cô chào và hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.